Tập 14. Kính chào quý khách. Chào quý khách, cho hỏi mấy chỗ. Tôi tới tìm người. Đàn ông đúng không? Xin mời bên này. Xin mời. Tiểu Mảnh. Nào, ngồi đi. Chào chú. Nói ra thì chúng ta không phải người ngoài. Tôi còn nhớ lần trước cậu và Ngô Địch còn có Tứ Mập từng tới nhà tôi ăn cơm. Dạ phải. Còn nhớ hôm đó hình như chú bỗng nhiên về nhà, cho nên đúng, đó là tôi về Bắc Kinh sớm hơn. Nếu như không phải về sớm một chút, e là chúng ta cũng không gặp nhau. Tiểu Mảnh à, quan hệ của tôi và Trình Phong trước giờ luôn có vấn đề, cậu biết mà đúng không? Chuyện này thì con không rõ cho lắm, chỉ biết sơ sơ thôi. Hôm nay chú tìm con làm gì, chuyện gì? Cậu tới Bắc Kinh đã bao nhiêu năm? Từ hồi đại học tới giờ là 7 năm. Cậu ở đây không bà con họ hàng. 7 năm qua chắc chắn vô cùng cực khổ. Vẫn ổn. Làm xong hộ khẩu chưa? Dạ chưa. Vậy à? Mới đặt một căn nhà, vừa trả đợt đầu, là một căn nhà nhỏ, 38 m². Diện tích bao nhiêu không quan trọng. Có nhà đồng nghĩa là cậu có thể cắm rễ ở đây. Tôi nghe nói bạn gái dưới quê của cậu cũng tới Bắc Kinh. Sự nghiệp, tình yêu trên cơ bản đều đã ổn định. Giỏi hơn thằng Phong. Con không thể nào so sánh với cậu ấy. Cậu ấy có người cha tốt như chú. Người cha tốt à? Hôm nay tôi hẹn cậu tới, cậu không cảm thấy ngạc nhiên à? Có một chút. Thực ra thì tôi có một chuyện muốn thương lượng cùng cậu. Cậu có đoán được là chuyện gì không? Chắc là chuyện liên quan tới hợp đồng quảng cáo. Có thể nói liên quan một chút. Con xin lỗi chú, chuyện này là do con làm không tốt. Con không nên trực tiếp tới tìm Trình Phong. Con cũng biết vì chuyện này khiến chú và Trình Phong cãi nhau, còn khiến chú nhập viện. Nhưng mà con xin hứa, nếu như quảng cáo Đại Đức giao cho Hồ Thị chúng con, con tuyệt đối sẽ không để chú bị tổn thất. Cậu nói tổn thất này là tiền à? Nếu như là nói tiền, tôi có thể cho cậu biết, với sức khỏe và tuổi tác của tôi hiện giờ, tổn thất nhiều tiền hơn đối với tôi cũng không quan trọng. Cái duy nhất tôi không thể tổn thất chính là con trai tôi, Trình Phong. Coi đi. Ngô Địch, anh có làm sao không? Anh ăn phải cái gì rồi? Ngô Địch, hôm nay anh ăn mặc kỳ lạ như vậy. Là anh muốn leo núi Hương Sơn hay là dạo đĩa đàn? Tôi cảm thấy rất thoải mái. Không đúng. Tôi nói cho anh biết, anh chắc chắn có chuyện. Coi chừng một lát nữa Ngô Tổng tới chửi anh. Không thể nào. Ngô Địch, anh vào đây một chút. Cái miệng ăn mắm ăn muối. Tôi nói mà. Không phải chú, con không hiểu cho lắm. Tôi nghĩ cậu hiểu tôi muốn gì. Cậu rất thông minh, thậm chí cậu thông minh hơn bản thân cậu nghĩ. Tôi có biết một chút về chuyện của cậu. Chỉ vì thiếu 7 điểm mà cậu không vào được Thanh Hoa. Ở Kinh Đại, thành tích của cậu luôn xuất sắc sau khi cậu vào Hồ Thị. Những hợp đồng cậu phụ trách đều làm rất tốt. Tiểu Mảnh, cậu đúng là một người tài. Nhưng mà đáng tiếc, cậu thiếu cơ duyên. Nếu như nắm bắt được cơ duyên, rất đơn giản với 4 chữ: tương lai sáng lạng.
Cảm ơn chú đã quá khen. Nhưng mà có lẽ con là người trước giờ luôn rời xa cơ duyên. Điều đó vô cùng xa xỉ. Tôi rất thích một câu châm ngôn của Hồ Tuyết Nham: trí nhân nắm bắt cơ duyên, thánh nhân sáng tạo cơ duyên. Cơ duyên này không phải nhờ người khác cho cậu, mà là nhờ cậu tranh thủ nắm lấy. Do đó tôi hy vọng cậu có thể là một thánh nhân, chứ không phải một trí nhân chờ đợi cơ duyên. Chú à, con có thể hỏi chú không? Chú cảm thấy với điều kiện của con bây giờ, làm sao mới có thể thành thánh nhân? Làm sao mới sáng tạo được cơ duyên? Tôi là một thương nhân. Trước khi đầu tư mỗi một khoản tiền, tôi cần phải biết lợi nhuận nó nằm ở đâu. Ví dụ như, nếu như bây giờ tôi để hợp đồng quảng cáo trong năm của công ty Đại Đức ở trước mặt cậu, cậu có thể nói cho tôi biết cậu có thể mang lại bao nhiêu thu nhập cho tôi? Thưa chú, con sẽ chuyên tâm cố gắng làm tốt dự án kế hoạch quảng cáo. Cam đoan phí quảng cáo của chú mỗi một đồng đều đáng giá. Con dám hứa với chú, kế hoạch quảng cáo sau khi con thiết kế, một khi tung ra, Đại Đức và ba công ty con của Đại Đức lợi nhuận hàng năm sẽ gia tăng, có thể duy trì bình quân ở 25%. Vừa đúng thưa chú, con có đem theo kế hoạch quảng cáo. Bây giờ mời chú xem qua. Không cần xem. Cậu lúc nào cũng đem theo nó, đủ chứng tỏ cậu rất xem trọng. Tôi tin vào năng lực của cậu, Tiểu Mảnh. Thực ra tài hoa của cậu không thua gì những nhà thiết kế của công ty 4A. Chỉ là tôi xem trọng, không phải cái này. Cho dù cậu làm được 100 điểm, người khác chỉ làm được 90 điểm, trên lệch nhỏ bé này tôi không quan tâm. Huống hồ chi cậu cũng chưa chắc làm tốt hơn người khác. Chú nói vậy là sao? Thu nhập không chỉ nói tiền. Như tôi vừa nói, tiền đối với tôi không quan trọng. Hơn nữa, tiền chỉ là khái niệm, một con số mà thôi. Chú có thể nói thẳng một chút. Được. Tôi chỉ có một đứa con là Trình Phong. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, tôi đã nợ nó quá nhiều. Đã có rất nhiều năm tôi chưa từng cầu xin ai. Tiểu Mảnh, lần này coi như tôi cầu xin cậu. Có thể giúp tôi một lần hoàn thành ước mơ của Trình Phong hay không? Ước mơ của con trai chú mà chú vừa nói chính là Thẩm Băng, bạn gái của con. Không ai hiểu con bằng cha. Tôi quá hiểu nó. Nó chưa bao giờ nghiêm túc trong tình cảm. Đây là lần đầu tiên. Cậu ấy kêu chú tới à? Không, nó hoàn toàn không biết. Cậu và nó làm bạn bao nhiêu năm, cậu nên hiểu. Nếu nó biết ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, ý tốt này của tôi có lẽ sẽ hoàn toàn bị nó hiểu nhầm. Vì vậy, chú hy vọng đối thoại hôm nay của chúng ta, con có thể sống để bụng, chết mang theo. Đúng. Lời hứa là nền móng của tất cả mọi giao dịch. Cái gì? Giao dịch. Không phải tôi nói anh, nhân viên phục vụ sẽ giặt sạch quần áo và đem tới cho anh à. Tôi sợ tới trễ cho nên tới phòng sản phẩm lấy đại một bộ đồ. Vậy anh nên về nhà thay đồ rồi mới tới. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà chìa khóa nhà của tôi ở trong xe, sau đó tôi không biết xe tôi ở đâu. Tôi quên nói cho anh biết, xe của anh đậu ở trước cửa khách sạn nên mà tối qua chúng ta uống rượu. Vậy chìa khóa xe tôi đâu? Đây, ở chỗ của tôi. Thấy chưa, lần sau tôi không thể uống rượu cùng với người thất tình. Là một người tỉ mỉ như tôi cũng trở nên không nhớ gì. Tìm tôi có gì không? Không có gì, chỉ xem anh đã khỏe chưa. Khỏe rồi.
Có nhiều cách để chữa lành vết thương, nhưng mà anh lại chọn một cách tầm thường nhất, thô tục nhất, hơn nữa, hiệu quả cũng tệ nhất. Đúng không? Chú Trình à, chú nực cười thiệt. Ở trong mắt những người giàu có như chú thì tình cảm cũng có thể đem ra giao dịch à? Trên đời này không có cái gì không thể giao dịch. Kiếp này của chúng ta, nói trắng ra, chính là không ngừng giao dịch. Do đó tôi cảm thấy con người ở đời, hai chữ giao dịch, dù là tình bạn, tình yêu hay là hôn nhân, những từ này nghe thấy rất đẹp, nhưng bản chất có lẽ vẫn là một kiểu giao dịch. Tất nhiên, ngoài máu mủ thâm tình do ông trời quyết định, thì bất kỳ mối quan hệ nào giữa người và người thật ra đều là sản vật lợi ích, cần lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Chú nói chuyện quá tàn nhẫn, thực tế vốn rất tàn nhẫn. Vậy chắc con sẽ làm cho chú thất vọng. Con không vô sĩ tới mức lấy tình cảm của mình đem ra giao dịch, càng không vô sĩ tới mức bán đứng người yêu của mình. Liêm sĩ không trẻ mạc, không phải bất kỳ ai cũng có thể nói hai từ liêm sĩ. Tiểu Mảnh, phụ nữ chỉ là sĩ diện của đàn ông, của cải và địa vị mới là cột sống của đàn ông. Đàn ông không có phụ nữ vẫn là đàn ông. Đàn ông không có tiền giống như động vật thân mềm bị trút cột sống, mãi mãi không ngẩng đầu lên được. Cậu không muốn nghe điều kiện à? Ngoài hợp đồng quảng cáo và tất cả điều kiện Hồ Thị đưa cho cậu, tôi còn tuyển cậu tới tập đoàn Đại Đức với lương cao, đồng thời cam đoan cho cậu một vị trí không thấp hơn Trình Phong. Tiểu Mảnh à, cậu phải biết, người làm ở Đại Đức chức giám đốc trở lên không chỉ có quyền lực mà còn sở hữu một phần cổ phần của công ty. Cho nên người đứng ở vị trí này không phải là gần với thành công, mà đã là thành công. Có hiểu chưa? Cậu qua đây xem. Cậu nhìn trên con đường đủ loại xe qua lại, đa số bọn họ đều là vì kế sinh nhai mà bôn ba vất vả. Nhưng mà giữa bọn họ không phải ai ai cũng có cơ hội thật sự thay đổi vận mệnh của bản thân. Cho nên nói, cơ hội là thứ rất khó nói. Có lẽ ngày mai nó vẫn còn ở đây, nhưng mà cũng có lẽ nó sẽ lướt qua người cậu, mãi mãi không bao giờ trở về. Còn có một chuyện vừa thực tế lại vừa tàn khốc, cậu có từng nghĩ qua chưa? Chính là chuyện tình cảm. Tình cảm không phải lâu đài xây trên cát, mà nó cần một nền móng vật chất thật là vững vàng. Tiểu Mảnh à, bây giờ Thẩm Băng yêu cậu, có lẽ là vì cô ấy vừa mới bước vào đời, đối với tình yêu ôm ấp mộng tưởng. Nhưng cậu có thể cam đoan cô ấy không bị thế tục đồng hóa hay không? Tình yêu và tín niệm của cô ấy kiên trì được bao lâu? Nếu như cô ấy cũng giống như cậu, đối diện với sự lựa chọn, cô ấy sẽ chọn cái gì? Tiểu Mảnh à, tôi cũng là người từng trải. Tiêu chí của một người đàn ông chính là biết lúc nào nên buông xuống,
biết được và mất. Đây là hợp đồng quảng cáo, chính tôi ký tên và đóng dấu. Còn đây là hợp đồng tuyển dụng của cậu cho Đại Đức. Hai bản hợp đồng này, một là lấy cùng một lúc, hai là từ bỏ cùng một lúc. Tôi hy vọng cậu hãy thật sáng suốt. Vậy kết quả thì sao? Cô Dương Tử Hy này đúng là vô tích sự. Kết quả lại làm tổn thương Ngô Địch thêm một lần. Hèn gì? Hèn gì cái gì? Hôm qua Tiểu Mảnh về, anh ấy là lạ làm sao? Mấy người đó là bạn thân lâu năm, anh ấy buồn thay Ngô Địch cũng là bình thường thôi. Vậy cô nói Tiểu Mảnh có bị ảnh hưởng không? Bị ảnh hưởng chuyện gì? Không có gì. Cô đúng là khờ. Quan hệ của hai người tới năm 2012 cũng không phai mờ. Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều. Lát nữa cô cùng tôi tới trung tâm đi dạo một chút. Cô muốn mua gì? Tôi muốn mua quần áo cho Tiểu Mảnh. Hai hôm trước cô vừa mua ở chợ mà. Tiểu Mảnh nói mấy cái đó không lịch lãm, nên tôi định mua đồ vest cho anh ấy. Cô à, nãy giờ một Tiểu Mảnh, hai Tiểu Mảnh, cô có thể lo cho bản thân của mình được không? Được rồi, chúng ta đi thôi, mau. Cái gì cũng mua cho anh ấy à? Đi thôi, nhanh lên, quần lót cũng mua luôn sao? Cần phải từ bỏ quan hệ tình yêu với Thẩm Băng, đồng thời chủ động không gặp cô ấy. Đây cũng là điều khoản tuyển dụng mà. Đúng. Hợp đồng này chỉ có hai bản, ngoài tôi và cậu ra không có ai biết. Tôi cần lập những văn bản này phòng khi cần dùng tới. Nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể dùng nó làm sự ràng buộc. Xin lỗi, tôi làm ăn nhiều năm, làm việc đều như vậy hết. Mít lòng trước, đặng lòng sau. Tất nhiên, còn có một bản hợp đồng ngoài sáng để cho người ngoài coi. Chú đúng là thẳng thắn, không có gì phải ngại ngùng. Giao dịch chính là giao dịch, tiền trao cháo múc. Một người chịu bán, một người chịu mua, đúng không? Tất nhiên Tiểu Mảnh, cậu không cần trả lời tôi ngay. Cậu có thể về nhà suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ. Tôi cảm thấy cậu làm như vậy không phải chỉ là đang giúp tôi, đang giúp Trình Phong. Có lẽ nó còn giúp luôn Thẩm Băng. Nhưng mà quan trọng nhất là giúp bản thân cậu. Nhìn cái gì?
còn không mau ra sân, sẽ tụt hậu đấy. Em xin lỗi, không có gì. Cậu em, có thể cho tôi chơi chung được không? Được chứ. Đây. Hay, hay lắm. Ba đi đâu vậy? Ra ngoài dạo một vòng. Dạo một vòng? Một vòng này của ba hơn 3 tiếng đồng hồ. Ba à, ba có biết bây giờ sức khỏe của ba quan trọng lắm không? Con tưởng ba muốn đi lắm chắc. Được rồi, con về nhà đi, ba muốn nghỉ ngơi. Ba kêu con về thì con phải về à? Con không về. Hay, hay lắm. Chơi thêm đi. Thôi, các cậu chơi đi. Được rồi, chúng ta chơi tiếp. Chơi tiếp. Lâm Hạ, cô thấy bộ nào được hơn? Bộ này. Bộ này à? Bộ này. Nhưng sao tôi cảm thấy bộ này đẹp hơn? Cô thích bộ đó thì mua đi. Nhưng mà cô nói bộ này đẹp hơn. Trời ơi cô hai, cô thích cái nào á thì cứ mua cái đó. Tôi cảm thấy hai bộ đều đẹp, tôi không biết chọn cái nào luôn. Vậy thì mua luôn cả hai. Ai vậy? Tiểu Mảnh, để tôi hỏi anh ấy. Alo Thạch Đầu, em và Lâm Hạ mua đồ cho anh. Một bộ là có túi, một bộ không túi. Anh thích bộ nào? Nha đầu à, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta chia tay đi. Anh lại ghẹo em rồi. Em mua xong quần áo thì về liền. Anh chờ em một chút. Anh nói nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi. Chuyện gì vậy? Anh đang ghẹo em có đúng không? Đừng ghẹo em nữa mà có được không? Thẩm Băng à, anh không ghẹo em. Anh nói rất nghiêm túc. Anh không còn yêu em nữa. Anh hết yêu em thật rồi. Chúng ta chia tay đi. Thẩm Băng à, anh hết yêu em rồi. Anh thật sự không còn yêu em nữa. Chúng ta chia tay đi, có được không? Bộ này cũng đẹp nè. Gì vậy? Tiểu Mảnh nói gì với cô? Tiểu Mảnh nói anh ấy hết yêu tôi rồi, nói chia tay với tôi. Anh ấy không còn yêu tôi nữa. Đúng là điên mà. Chắc là đang ghẹo cô thôi. Hai người không thể nào chia tay được. Bình thường anh ấy không phải người bồng bột. Anh ấy nói chia tay chắc chắn là đã suy nghĩ rất kỹ. Anh ta bị điên rồi à? Sao tự nhiên lại đòi chia tay? Anh ta đang làm gì? Tôi phải tìm anh ấy. Chơi rất hay.
Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, chơi thiệt à? Alo? Gì vậy? Từ từ thôi. Chuyện xảy ra lúc nào? Mới một phút trước thôi. Anh nói họ đang yêu say đắm. Rốt cuộc là làm sao? Vậy Thẩm Băng không nói cho em biết lý do tại sao à? Không có. Vậy cô ấy đang ở đâu? Cô ấy nói muốn yên tĩnh một chút rồi chạy mất. Điện cho Tiểu Mảnh thì lại không bắt máy. Em sợ Thẩm Băng lại có chuyện. Vậy đi, em đừng lo. Chắc là không sao đâu. Cứ chờ điện thoại của anh. Được. Con phải đi một chút. Có chuyện gì? Không có gì, ba nghỉ ngơi đi. Ngày mai con tới thăm ba. Truyền banh. Hay lắm. Hay, hay lắm. Hay. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Đánh đi. Đừng đánh, đừng cản tôi. Đừng đánh nữa. Mau về thôi. Tôi đá chết anh. Đồ khốn. Đi. Tiểu Mảnh có nhà không? Không có à? Vậy tôi về trước. Anh chờ một chút. Thạch Tiểu Mảnh vừa nói chia tay với tôi. Anh có biết không? Tôi vừa nghe Lâm Hạ nói. Chuyện này có liên quan tới anh không? Không có. Thật sự không có. Anh thề đi. Tôi xin thề. Nếu như để tôi biết chuyện này có liên quan tới anh thì Trình Phong, anh nhớ cho kỹ. Tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh.
Quả nhiên cậu đang ở đây. Sao lại chia tay? Quyết định của tôi không liên quan tới cậu. Tại sao? Tôi muốn biết. Dựa vào cái gì mà cậu muốn biết? Liên quan gì tới cậu? Tôi chỉ mong là quyết định này không bị ảnh hưởng bởi tôi. Cuộc đời giống như một cuộc thi, nhưng mà có người vừa chào đời, ngay cả tư cách ra sân cũng còn không có. Chính là tôi. Tôi không giống lão Ngô, cậu yên tâm. Tôi không phải loại người chờ thực tế tàn nhẫn mai mòn tình cảm của Thẩm Băng đối với tôi, sau đó tôi mới chịu đầu hàng, mới thừa nhận tôi thất bại. Tôi không phải như vậy. Cho nên tôi chia tay với cô ấy. Tôi nói trước, tôi chia tay với cô ấy không phải vì cậu, không phải vì ai khác. Tôi vì Thẩm Băng, vì bản thân tôi. Mọi người nói rất có lý. Cậu nói bây giờ tôi là người tha hương, làm gì có tư cách nói chuyện yêu đương. Một tình yêu không có bánh mì chỉ là nói suông. Tình yêu thì phải no bụng. Tiểu Mảnh à, nghe tôi nói. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là tôi nghe cậu nói? Cậu có thể một lần nghe tôi nói được hay không vậy? Chúng ta không nói ai khác, chỉ nói hai chúng ta thôi. Từ khi cậu chào đời, đã sướng hơn tôi, đã định sẵn đi xa hơn tôi. Trò chơi cậu đang chơi, nếu tôi không cố gắng thay đổi hiện trạng thì đời này cũng đừng hòng chơi chung với cậu. Phải làm sao chứ? Tôi cũng phải chơi. Tôi không thể mãi mãi chỉ làm khán giả ở trên sân. Tôi phải ra sân. Tôi không thể mãi mãi thua ở điểm 7. Có chết cũng phải ra sân một lần. Nhưng mà tất cả liên quan gì tới cô ấy chứ? Sao lại không liên quan? Tôi phải ra trận, tôi phải nhẹ nhàng ra trận. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả chướng ngại giữa hai người đều được dời đi. Còn về tương lai, hai người đi như thế nào, đi được bao xa là vấn đề tạo hóa của hai người. Tôi nhớ hình như cậu từng nói với tôi, nếu tôi chia tay với cô ấy, tôi muốn gì cậu cũng đều đồng ý. Cậu phải làm cho tôi hai chuyện. Thứ nhất, tôi phải vào Đại Đức. Chuyện này tất nhiên là được. Tôi đã nói với cậu, cậu có thể vào Đại Đức bất cứ lúc nào. Còn về chức vụ, tôi nhất định cho cậu một chức vụ tốt nhất, thích hợp nhất. Vậy thì không cần, bây giờ Đại Đức vẫn là của ba cậu. Tài cán tôi tới đâu, tôi hiểu rất rõ. Do đó, nghe chú ấy sắp xếp. Còn chuyện thứ hai, không phải bây giờ, nhưng mà không cần chờ lâu, chỉ chờ mấy ngày thôi. Được rồi, vẫn là câu nói đó. Bắt đầu từ bây giờ, hai người đi được bao xa, tiến triển tới đâu, không liên quan tới tôi. Đừng nói tôi biết, tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà Thẩm Băng cô ấy, tôi xin cậu, sau này đừng nhắc hai chữ Thẩm Băng trước mặt tôi. Bắt đầu từ bây giờ, quá khứ của tôi và Thẩm Băng đã kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không quen người tên Thẩm Băng. Còn về cậu, cậu mãi mãi là bạn thân của tôi, chỉ là tương lai của Thẩm Băng tôi giao cho cậu.再见，青春，永远的故乡。
Lúc nãy không phải anh nói đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta sao? Em nhất định góp chút sức lực. Cửa sổ lớn như vậy, anh gắn cho em cửa sổ mành tre. Như vậy không những không che hết nắng mà còn đảm bảo không gian riêng tư của chúng ta. Tốt biết mấy. Còn bên này, nguyên một dãy sofa. Rảnh rỗi, em nằm trên đó ngồi đọc sách, nếu không thì nghe nhạc. Còn anh thì đứng ở đây bưng trà rót nước, hầu hạ cho em. Vậy em muốn một cái ghế bập bên. Nếu tôi là cậu cũng sẽ rất khó xử, rất đau khổ. Nhưng mà tôi nhất định chọn bánh mì, từ bỏ tình yêu. Làm gì có nhiều thanh mai trúc mã như vậy. Trên thế gian này làm gì có tình yêu mà không cần bánh mì. Em yêu anh, nhưng mà em xin lỗi. Tiêu chí của một người đàn ông là phải biết buông bỏ, biết được và mất. Tay của em bị anh nắm chặt quá, đau rồi à? Là nhẫn em đeo chưa quen. Bây giờ chưa quen thì từ từ sẽ quen. Nếu không quen anh sẽ đeo cho người khác. Anh dám? Bắc Kinh, nghe đây, chúng tôi tới rồi. Ta phải hạnh phúc, phải hạnh phúc.